Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về một buổi sáng mùa hè bình thường quanh Hồ Gươm, Hà Nội. Trước mắt chúng ta là mặt nước Hồ Gươm. Khá đông du khách và nhân dân thủ đô đang tập thể dục buổi sáng. Đây là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với đài phun nước nổi tiếng của Hồ Gươm. Lúc này đã vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng, chưa đến giờ làm việc. Xung quanh hồ và trên các đường phố, mọi người đang tham gia thể dục rất là náo nhiệt. Và có cả du khách nước ngoài dắt thú cưng của mình đi dạo. Đây là nhà hàng kem Thủy Tạ nổi tiếng của Hồ Gươm. Phố Lê Thái Tổ. Cùng với các phố như Hàng Khay và Đinh Tiên Hoàng là ba con phố chạy xung quanh Hồ Gươm với tổng chu vi khoảng 4 km. Nếu chúng ta đạp xe ở mức độ bình thường thì khoảng 8 phút sẽ hết một vòng quanh Hồ Gươm. Các bạn hãy cùng tôi quan sát không khí luyện tập thể dục thể thao buổi sáng. Trước mắt bên phải chúng ta là khu nhà khách sạn nổi tiếng Phú Gia. Phố Hàng Khay. Phố Đinh Tiên Hoàng. Không khí tập thể dục rất là náo nhiệt.
bên trái chúng ta là tháp Hòa Phong, di tích duy nhất còn sót lại của chùa Báo Ân nổi tiếng của Hà Nội, tại Hồ Gươm, có từ thế kỷ thứ 19. Bên trái chúng ta là tháp Rùa. Phía trước chúng ta đã đến đài phun nước của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Chúng ta kết thúc một vòng dạo chơi quanh Hồ Gươm. Cuối cùng mong rằng nếu ai yêu thích video này hãy tặng cho kênh đăng ký. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.